Xin lỗi, không ai tham hỏi trước cả. Chỉ có kia đây thôi. Giá bao nhiêu? 170.000. Đắt. Đi đi đi. Đi. Chứ ngày đầu tiên thì đừng nên mua gì vội. Cứ đi đi. Đấy về có đồ ăn, tưởng mình đi tìm đồ ăn cơ mà kìa. Đi thử. Nhiều chuối nướng à? Cheese ball, spring roll, ngon nem. Cái này phô mai, thấy cứ mua gần. Phô mai, 4 viên là 60 bạt. Đề thanh phát, chợ sinh viên. Đấy thì đúng, thì đem bảo như chợ xanh đi. Chợ sinh viên, chợ đây là một cái chợ đêm nhờ chợ sinh viên thôi. Có hả? Có thể mua mỗi cái một cái được không? Mua vừa chi bôn vừa spring roll được không? Cái gì? Đây mua này trước đĩa. Đây. 4 này với cả. Ăn 2 thôi. Nhưng mà cái này là một set là 4. Excuse me, yes. How much for the this? 120 for 3 bowls. 120 for 3. Can I just buy one? Vegetable. Thế thì mua một cái này, mua một cái này, mua 4 cái này, set. This. How much for one? 15. I think 2 and 2. Vegetable and chicken curry. A chicken. Không ăn rau nha. Chicken. Yes. 2 and 2. Hello, sawasdee ka.